Dạ, em chào anh Sơn ạ. Dạ, anh Sơn ơi, em là Linh, em gọi cho anh từ văn phòng của AA Exchange ạ. Đầu tiên là cho em xin chúc anh Sơn một ngày làm việc thật là vui vẻ anh Sơn nha. Cảm ơn em. Không biết là bây giờ anh Sơn có tiện nghe máy không, cho em xin anh Sơn vài phút được không ạ? Em nói đi. Dạ, em cảm ơn anh Sơn. Thưa anh Sơn, hiện tại sức khỏe nay cũng là đang được xem là mối bận tâm hàng đầu của người Việt. Thì bảo hiểm sức khỏe cao cấp cũng đang trở thành nhu cầu cấp thiết và ưu tiên với tất cả mọi người. Để đáp ứng được kỳ vọng đó thì AIA đã chính thức ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp với những quyền lợi rất toàn diện ạ. Có cả tổng đài tư vấn và đặt lịch khám tại nhà luôn. Rồi có dịch vụ cấp cứu cũng chi trả quyền lợi không giới hạn anh Sơn ạ. Thì em tin rằng sản phẩm mới này sẽ mang đến một sự bổ sung cần thiết cho quỹ tài chính chăm sóc sức khỏe của gia đình mình. Thì em xin phép hẹn anh Sơn một cái hẹn trong tuần này để trình bày trực tiếp cùng anh về những quyền lợi tuyệt vời của sản phẩm này anh nha. Anh thấy mình còn trẻ mà, đâu đó vội nghĩ đến việc chăm sóc sức khỏe đâu. Em cảm ơn anh Sơn. Các khách hàng của em khi mà còn độc thân ấy, trước khi tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe nói với em y hệt như anh Sơn vậy ạ. Em nghĩ là việc chăm sóc sức khỏe của mình thì ngay khi còn trẻ thì mình sẽ có một cái quỹ. Tại vì ở trong bảo hiểm là sẽ tính phí theo độ tuổi anh Sơn ạ. Thì khi mà mình còn trẻ mà mình đã có một cái kế hoạch trước thì cái chi phí mình cũng rất là thấp hơn, là như thế mình cũng yên tâm hơn về tài chính, phải không anh Sơn? Anh không thích bảo hiểm nhân thọ đâu, anh thấy mình không cần gặp đâu. Cảm ơn em nhé. Dạ, em cảm ơn anh Sơn. Trước khi các khách hàng của em cũng tham gia bảo hiểm nhân thọ thì cũng đều nói như anh Sơn vậy á. Nhưng mà khi mà gặp em rồi và xem được những cái quyền lợi mà khi mà họ tham gia bảo hiểm nhân thọ thì họ sẽ được rất là nhiều quyền lợi đảm bảo cho cái kế hoạch cũng như nhu cầu và mong muốn của họ trong tương lai. Thì họ cũng nói với em rằng tại sao không gặp em sớm hơn. Cho em xin phép là được hẹn anh Sơn để chia sẻ sâu hơn về những vấn đề này được không ạ? Ok em. Không biết là thứ bảy hay là chủ nhật thì anh Sơn có thể tiện gặp nhất ạ? Ngày mốt đi em. Là chủ nhật đúng không ạ? Ừ, chủ nhật đấy. Thì không biết là vào sáng chủ nhật khoảng 9 hay là 10 giờ thì anh Sơn rảnh hơn ạ? 10 chủ nhật em nhé. Dạ, vậy thì cho em xin được chốt lại cuộc hẹn là vào khoảng 10 giờ sáng chủ nhật tuần này anh Sơn nha. Ok, hẹn chủ nhật. Dạ, em cảm ơn anh Sơn. Chúc anh Sơn một ngày làm việc thật vui vẻ ạ. Cảm ơn em. Dạ, hẹn gặp lại anh nha.